Rồi chào mọi người nhá. Thì hiện tại mọi người đang thấy trên bàn làm việc của mình đang có 4 sản phẩm cốt số DBX. Model là DriveRack này, PA Premium, đây là bản cao cấp. Nó vẫn dạng như là PA2 ấy. Thì cả 4 cái sản phẩm này mà khi mình nhận được thì nó gặp phải cái hiện tượng là bị treo máy, thì nó không thể vào được cái màn hình này. Có trường hợp thì bị bật lên cái là nó bị nó loát một lúc cho nó chuyển sang màn xanh lè. Tức là bật lên là vẫn loát chữ ấy. Sau một lúc sau chuyển sang báo màn nó hiện phông xanh nhá. Có sản phẩm thì bật lên là báo loát đến cái phần version bao nhiêu, xong nó treo đơ luôn ở đấy. Nôm na là đều là những cái bệnh bị treo máy, treo khởi động, lỗi chương trình, lỗi phần khởi động, nó không loát được vào phần menu này. Đó. Thì nó sẽ không ra tiếng. Thì hiện tại mình đã fix xong cả 4 cái máy này rồi. Đây, để chuyển dây nguồn này lên cái máy trên này. Và đây là một trong những cái bệnh, có thể nói bệnh truyền kiếp của cái dòng này và cực kỳ khó xử lý. Như hiện tại thì hầu hết như mình biết là rất ít anh em thợ có thể fix được cái lỗi này. Và tất cả những cái sản phẩm đây thì mình đều xử lý chất lại cho anh em thợ sửa nhá. Pan bệnh bị liên quan đến lỗi khởi động, treo khởi động hoặc là màn hình xanh loát chữ lúc nó chuyển sang trạng thái màn hình xanh, nó chỉ hiện cái phông xanh ở đây rồi này, không bị chữ đó, nó rất là khó xử lý, cực khó xử lý luôn. Thì mình sẽ phân tích cụ thể là những cái lỗi mà có thể sinh ra trên cái dòng cốt này trong cái quá trình sử dụng. Thì nếu như mà chẳng may mà mọi người, những ai mà đang dùng cái dòng cốt số này mà chẳng may bị lỗi hỏng thì mọi người có thể cân nhắc về vấn đề sửa chữa nhá. Thứ nhất là bệnh trực tiếp trên các cái máy này, mình nói từ đầu video, bệnh liên quan là lỗi khởi động, treo máy, xanh màn. Bệnh thứ hai là bị lệch kênh tiếng. Bệnh thứ ba là bị sôi tiếng. Bệnh thứ tư đó là bị lệch vế. Đó, thì đó là những cái bệnh mà thường xuyên sinh ra trên cái dòng này mà mình đã từng tiếp xúc và hoàn toàn xử lý ok. Đó. Thì mọi thông tin chi tiết về xử lý chữa các cái lỗi trên cái dòng cốt số DBX Direct PA, PA2 này, PA Premium này, hoặc là những cái dòng như 260 PA cộng và PA trơn, đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy đó là 0868 59964 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên mọi người nhé. Và mọi người, những ai mà chưa bấm đăng ký kênh, nó nếu có xem được video clip này thì hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh mọi người nhé, và cũng như là kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo ở góc phải và phía dưới video của màn hình để thường xuyên theo dõi và cập nhật những video clip mới nhất mà kênh có đăng tải đến hàng ngày. Đó, máy móc sau khi sửa chữa thì vệ sinh sạch đẹp, đó như zin bản luôn. Đó. Cái bên mình khi mà sửa cho khách hàng thì cái luôn luôn chú ý rất là kỹ lưỡng, đó là về cái vấn đề vệ sinh máy móc, đó, các cái mối hàn làm sao để đưa về cái trạng thái zin bản. Nếu như mà sửa cho anh em thợ thì anh em có thể bao zin được và bán đi, nó vẫn có cái giá trị của máy. Đó, tránh như một số trường hợp, một số đơn vị hoặc một số anh em là sửa chữa xong nhựa thông rồi mỡ hàn che chét ra. Đó. Cái máy này còn rất là đẹp, tuy nhiên là không thể tránh khỏi vấn đề lỗi hỏng nhá. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video.